Bác sĩ Phương Châu xin kính chào ba mẹ. Để trả lời cho câu hỏi những quan điểm sai lầm về dinh dưỡng trong việc tăng chiều cao cho bé, thì đầu tiên mình phải nắm được chiều cao sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào. Thứ nhất là di truyền đã chiếm 50%. Thứ hai là dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ sẽ chia vào 50% còn lại. Như vậy, nếu chúng ta chỉ nghĩ là ăn một loại thực phẩm nào đó hoặc là uống một loại sữa đặc biệt nào đó để tăng chiều cao chính là sai lầm lớn nhất trong việc tăng chiều cao cho bé. Thì để chiều cao bé phát triển tốt thì mình phải rải đều ra các khía cạnh về dinh dưỡng hợp lý, vận động thì mình chọn những môn mà tăng chiều cao tốt, ví dụ như môn thể thao chạm chân như là cầu lông nè, đi bơi nè, bóng chuyền nè, chạy xe đạp cũng được. Mỗi ngày phải vận động khoảng 30 phút. Và giấc ngủ của bé cũng phải thật là tốt, tức là con sẽ phải ngủ thật là sâu, rơi vào cái giấc ngủ, ngủ sâu, ngủ mê vào cái khoảng thời gian từ 10 giờ đến 2-3 giờ sáng, vì đó là cái thời gian não tiết ra nhiều hormone tăng trưởng nhất, giúp bé tăng chiều cao nhiều nhất. Thì khi mình phối hợp tốt về một cái chế độ dinh dưỡng hoàn thiện, chế độ vận động thể thao hợp lý và giấc ngủ tốt thì chiều cao của bé mới tăng trưởng hoàn thiện nhất. Mời ba mẹ bấm theo dõi kênh TikTok của bệnh viện để nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích trong việc chăm sóc bé nhé.